Good morning. Một tuần trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ITL Podcast được xuất bản vào 8:30 buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền thông nội bộ nhóm ITL Family. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải những tác nhân gây ra căng thẳng nhiều lần trong ngày, từ cuộc sống cá nhân đến công việc. Những căng thẳng này không đánh gục ta, mà chính cách chúng ta phản ứng với căng thẳng đóng vai trò quyết định kết quả. Thấu hiểu bản chất và cách thức ứng phó với từng loại căng thẳng có thể giúp bạn vượt qua nó, làm việc hiệu quả, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và sống lành mạnh hơn. Hãy cùng ITL tìm hiểu các loại căng thẳng thường gặp và cách quản lý chúng trong podcast hôm nay nhé. Và chủ đề podcast hôm nay là 3 kiểu căng thẳng thường gặp và cách quản lý chúng. Căng thẳng là cảm giác xuất hiện khi các yêu cầu đã vượt quá so với khả năng, khiến bạn trở nên mất kiểm soát. Căng thẳng có thể tích cực vì nó là tác nhân thúc đẩy bạn phản ứng nhanh nhạy hơn, trở thành động lực hoặc như lời cảnh báo sẵn sàng cho các trường hợp nguy hiểm. Nhưng căng thẳng cũng có thể trở thành vấn đề nếu bạn không thể giải quyết được nguyên nhân sinh ra nó. 1. Căng thẳng về thời gian. Bạn gặp loại căng thẳng này khi có quá nhiều thứ cần làm, sợ thiếu thời gian hoàn thành công việc. Cảm giác này khiến bạn thấy bị mắc kẹt và không hạnh phúc. Bạn cần học cách quản lý thời gian và các đầu việc hiệu quả hơn bằng cách A. Liệt kê danh sách các công việc cần làm, sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các đầu việc và ghi chú cụ thể thời gian bắt đầu lẫn thời hạn hoàn thành. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm soát được trong một ngày mình có thể hoàn thành tối đa bao nhiêu việc. B. Nếu bạn có những đầu việc khác chưa thể hoàn thành hoặc khi bạn phải quản lý nhiều dự án cùng một lúc, bạn cần học cách phân phối, phối hợp công việc cùng các đồng nghiệp. Đừng cố gắng tự làm mọi thứ khi khả năng và nguồn lực thời gian của bạn có hạn. C. Xác định đâu là thời gian mình làm việc hiệu quả và dùng nó tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng nhất. Ví dụ, nếu bạn làm việc hiệu quả nhất vào buổi sáng, bạn hãy làm các công việc cần sự sáng tạo cao từ 8 giờ sáng đến 12 giờ. Sau giờ trưa, khi mức năng lượng giảm xuống, bạn sẽ dành để giải quyết các công việc ít quan trọng hơn. D. Nhờ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp và quản lý của bạn, đối với các công việc bạn chưa đủ thời gian và năng lực để thực hiện. 2. Căng thẳng về sự kiện trong tương lai. Đó là khi bạn lo lắng về một sự kiện sắp xảy ra trong tương lai, ví dụ như một cuộc gặp quan trọng trước khách hàng hay khi chuẩn bị trình bày trước hội đồng giám khảo của ITL Innovation Award 2022. Đôi khi, loại căng thẳng này lại có ích vì nó giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để sẵn sàng ứng phó với những rủi ro nếu có. Hãy thử tham khảo những cách giảm căng thẳng dưới đây nhé. A. Bạn có thể thiền. Thiền giúp bạn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại hơn là tưởng tượng về tương lai. Trong lúc thiền, hãy gợi những lời cảm ơn vũ trụ cho những gì bạn đang có như sức khỏe, gia đình, công việc. B. Để giảm thiểu căng thẳng, bạn có thể sử dụng phương pháp hình dung tích cực, nghĩa là nghĩ về những hình ảnh, kết quả tích cực sắp xảy ra trong tương lai. Hãy thử hình dung một ngày sắp tới, bạn có những hình ảnh tích cực như mình sẽ làm việc với nhóm hiệu quả hơn, gặp gỡ khách hàng thuận lợi ra sao. Bằng cách này, bạn sẽ bắt đầu một ngày với năng lượng tươi mới, sáng tạo, dễ dàng giải quyết xung đột và có thể lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người. 3. Các tình huống gây căng thẳng. Loại căng thẳng này xảy ra khi bạn rơi vào một tình huống bất ngờ mà bạn không thể kiểm soát được. Ví dụ như kẹt xe, máy tính của bạn bị hỏng, khách hàng hủy hẹn. Trong những trường hợp này, hãy tham khảo những lời khuyên sau. A. Bạn phải nhận thức rõ ràng về bản thân, nhận biết rõ đâu là các tín hiệu thể chất và cảm xúc của mình trước xung đột. B. Trong cuộc sống, bạn không thể kiểm soát những việc người khác làm mà chỉ có thể kiểm soát cách mình phản ứng trước vấn đề. Ví dụ, như trong một cuộc tranh cãi cùng bạn bè, sau khi bạn giải thích rõ quan điểm của mình, nếu đối phương tiếp tục thể hiện ý kiến và cảm xúc không đồng thuận theo hướng tức giận thì bạn có hai lựa chọn. Một là tức giận và la hét theo, mà kết quả là không ai nghe ai và không giải quyết được tình huống. Hai là dù tức giận, bạn hãy cố kiểm soát bản thân, giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết khác hoặc tạm dừng cuộc đối thoại để cả hai bạn có thời gian nghiêm túc suy nghĩ và nghiên cứu thêm. Hy vọng rằng chủ đề podcast ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực đến với các ITLers để áp dụng vào quá trình làm việc và cuộc sống cá nhân của mình một cách hiệu quả hơn. Hãy lắng nghe, suy nghiệm và để lại bình luận đóng góp cho chương trình nhé. Hẹn gặp lại các ITLers trong các chủ đề podcast tiếp theo. Goodbye!